Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong những ngày tháng vừa qua. Vâng, sự kiện Codea Uy Hổ Lệnh 2 diễn ra được khoảng 4-5 ngày rồi. Và hôm nay là ngày 15 tháng 7 và diễn ra ngày 11 tháng 7. Vâng, nó diễn ra được 4 ngày rồi anh em ạ. Và không biết là các bạn làm nhiệm vụ tới đâu rồi. Còn Long thì vẫn đang chăm chỉ miệt mài làm nhiệm vụ. Và hôm nay thì là Long đang đi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở phó bản Lương Sơn Bạc anh em ạ. Cho vậy. Vâng, đi về cho anh em thấy này. Hôm nay bung nhiệm vụ được có 3 thôi, may quá hôm qua Long bung tối từ tối hôm qua được 5 nhiệm vụ. Chứ sáng nay để mà bung thì có mà chết đấy các bạn này. 5 nhiệm vụ chưa hoàn thành này. 1 2 3 4 5. Đấy. Cái này chưa làm thì hiện tại bây giờ thì Long vợ đi làm về nên chưa kịp làm, nhưng mà Long đã đi phó bản đã. Đấy, anh em nhìn chưa? Một trận Lương Sơn Bạc. Cái này thì chúng ta chỉ việc đi vào rồi chúng ta và ra thôi là cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà tiện thể hôm nay đi phó bản thì Long mở bằng Thiên Kiêu Lệnh luôn. Thì Long đã chuẩn bị Thiên Kiêu Lệnh rồi. Để Long xem nào. Tình hình là chưa thấy có con Thiên Kiêu Lệnh nào. Vâng, nó còn hơi lag này. Không biết là server mới có lag không, còn server phục hổ thỉnh thoảng lag lắm các bạn. Đâu, Thiên Kiêu Lệnh rồi. Thì Long lấy cái nào mà không giao dịch được Long sẽ lấy nhá. Đấy. Và trước khi đi thì chúng ta phải nhớ để trống hành trang nhá. Để chúng ta còn nhận đồ ấy. Nhận đồ thì chúng ta còn có cái mà để chỗ. Đây, Long sẽ phi. À quên, không phải phi shop mà cho tất vào thú khố. Rồi, thế này là ok đấy. Bằng này chẳng lẽ là phần thưởng của mình lại được nhiều thế này đúng không ạ? Đây, Long cho nốt cái này vào. Rồi, thế là ok. Và bước tiếp theo là chúng ta nhận nhiệm vụ anh ạ. Nhận nhiệm vụ. Hình như là Long nhận rồi ấy. Long nhận lại cho các bạn xem nhé. Nhiệm vụ này. Đấy. À, Long nhận hết rồi. Và bây giờ là chúng ta chỉ việc đi thôi. Là chúng ta cùng đi nhá. Mời các bạn đi trải nghiệm Lương Sơn Bạc mở ải mắc ải cùng với Long Cùi nhá. Và Long sẽ cầm ác Thúy Yên là chính. Còn ác này thì Long không cầm. Rồi ok. Đây, Long sẽ cầm ác này. Cái ác này của Long ấy thì được được hai món hào hiệp vô hạ rồi, Long mới khảm được một cái đá ở đây. Vì Long chưa có đá, Long khảm tạm vào đây. Đấy. Các bạn thấy chưa? Rất là ok. Đam búp 7k. Lúc nào lẩy đam hơn một tí. Thế là ok rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta vào nhá. Vượt ải thường. Rồi chúng ta vượt ải thường thôi. Đấy, chúng ta có rất là nhiều ác. Rồi, chúng ta đi nhá. Long mời các bạn đi luôn nhá. Mời ải luôn các bạn nhá. Đây các bạn thấy chưa? Có đam nó nhảy lên 7k5 này. Mà chân khí của mình chưa mắc nhé này các bạn nhỉ. Cái chân khí của Long thì rất là thấp, nếu mà là chân khí của Long mà lên được võ hoàng thì ác này phải 7 8 9k đấy, là rất là ok. Rồi Long mở, Long không mở ở đây, Long mở Thiên Kiêu Lệnh thì ở tầng trên cơ, cái dương vàng cơ, dương miễn phí cơ chứ không mở ở đây. Đấy, đi rất là nhanh anh em ạ. À, Long chỉ cầm một ác thôi nhá, Long chỉ cầm ác Thúy Yên thôi.
Đấy, túi đá này, túi đá cấp 1. Và đi Nương Sơn Bạc cái ải này là ghét nhất các bạn. Tại sao? Bởi vì là đợi rất là lâu. Đấy, ghét nhất là cái ải này. Và Long Ác Thiên Lâm Trượng này các bạn này. Ác Thiên Lâm Trượng mà Long mới tạo này. Đây, đây Ác Thiên Lâm Trượng này. Kim xà 4 này anh em ơi, kim xà 4 cộng 9 này. Và có một cái nón hào hiệp vô hạ nhưng mà chưa học và chưa 55 nên chưa mặc được. Đấy. Chiêu luyện mật tịch các bạn, ác này ác phụ mà, chủ yếu là đi chơi thôi, à, cầm cho nó khoái thôi. Thêm triệu này, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đẹp trai đúng không ạ? Vâng, ác này chưa học chiêu này các bạn. Phải học chiêu này này. Thì chỉ điểm các bạn. Kim Cang Chỉ. Rồi, ok, chúng ta đã xong ải này rồi. Đấy, cái huy chương này các bạn này. Huy chương chúng ta cho ác chính đấy nhé, để làm nhiệm vụ bang luôn. Đấy, cho thiếu nông quyền đấy. Đấy, đi một mình thì nó có cái lợi ở đấy các bạn. Chúng ta thích lấy gì nhường ác nào cũng được. Nếu mà chúng ta đi cùng anh em thì cái này thì lấy vào thì hên xui. Hoặc là phải bảo anh em nhường cho. Rồi, ok. Vâng, cái con này đẩy lui hơi bị ác các bạn. Rồi, chúng ta mở nhá. Long sẽ mở này. Đấy, chúng ta mở miễn phí này. Sau đó thì chúng ta mở bằng thiên kiêu lệnh này. Lòng đấy các bạn ơi. Trái được cái gì cả các bạn ơi.
Được hai cái này thì vứt 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 vứt. Nói chung là chả có gì ngon cả. Ok, chúng ta lại vào ải tiếp theo. Đấy, Thuyên Vũ Tiên được đá 3. Và ải tiếp theo thì là chúng ta muốn ấy thì chúng ta phải mở bằng Thiên Kiêu Lệnh. Và hôm nay thì đang sẵn sàng tiêu tốn Thiên Kiêu Lệnh đây. Rồi, ok. Phiếu đồ ngoại trang, trời ơi, phiếu đồ ngoại trang bây giờ là ai cần, lại mở tiếp nào. Rồi, bot đâu rồi, bot đâu rồi? Bot mất tích rồi các bạn. À đây đây đây. Rồi, ok. Ôi giời, lại vặn. Nhân sâm vặn năm các bạn. Vân. Cái gì đây ta? Huy chương đồng chế, lấy luôn, tham lam. Huy chương thiết huyết. Trời ơi, kim xà mấy nhỉ? Huy chương à? Tiết huyết. Vâng, cái này là phái ngoại công, mình xem lấy cho ai được nhỉ? Hình như phái nào cũng có các bạn. À, cho làm dọc đi. Cho làm dọc các bạn. Hiệp độc. Rồi. Để nó cho hiệp độc nha. Đây các bạn ơi, giao dịch thôi, cái này để bán các bạn, đường nào cày sự kiện nó cũng có mà, để bán vậy. Rồi thêm đấy kim xà là 4 các bạn nhỉ. Đấy, cho một mình ác đánh thôi cho nó máu. Rồi, ok. Xem đây là cái gì các bạn ơi. Đây là cái gì nào? Huy chương đồng chế. Lấy luôn. Và bây giờ chúng ta mở à, mở nha các bạn nha. Chúng ta sẽ mở miễn phí trước nào. Miễn phí này. Và chúng ta mở thu phí nhá. Thu phí nào. Úi giời ơi, chả được cái gì à, sao lại không được cái gì nhỉ? Cái gì à, một một ca hai vàng các bạn nhỉ? 2k vàng chứ.
Nói chung là không được, xui quá xui quá. Thôi chúng ta ra về vậy. Vâng, vậy là Long đã đi 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 Lương Sơn Bà xong rồi các bạn, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi và cũng đã mở thiên kiêu lệnh rồi. Đây các bạn nhìn này, được cái thiên thiên thạch tinh thạch này các bạn này, huy chương đồng chế này, 22 vạn nhân sâm này, trời ơi, cho vào đây để lúc nào cần ăn thì ăn mà cho ác phụ thì cho. Và vô ngân thủy này để rút bí quyết này, cái này giờ cho không ai lấy các bạn, bởi vì nó có cái cục kia rất là nhiều, lũ hoa rất là nhiều. Con ngựa này 30 này, con ngựa này được hai con ngựa này các bạn, con ngựa này là cho phái Dương gia, con ngựa này giờ cũng không ai lấy cơ, khổ thế đấy. Cũng là video game cho mình hai con ngựa cùi nhất võ lâm 2. Và cái bàn long bích này có 35 vàng này các bạn, lỗ nặng, vụ này đi lỗ nặng. Là quý cấp 3 giỏi lắm được 150 vàng, tính là được 300 vàng. Đấy, huy chương đồng chế bán được 50 vàng một cái này, huy chương thiết huyết này 50 vàng một cái này, và phiếu đồ ngoại trang này. Đấy. Còn cái cục cộng 7 này bây giờ nó cũng rất là rẻ, rẻ lắm các bạn, rẻ không thể tưởng tượng nổi luôn luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi về trả nhiệm vụ nhé. Đấy, chúng ta đi trả nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng ngày phó bản. Đấy, đã hoàn thành và chúng ta được 27 điểm năng động này. Và Long sẽ nhận thưởng bằng thiên cơ lệnh này. Đấy, Long chưa sử dụng hết 100 cái thiên cương lệnh, không biết là sử dụng ba cái. Kiểm tra nhé các bạn ơi, kiểm tra Long đã sử dụng 68 cái rồi đấy, trong suốt thực hiện thời hồi diễn ra Long đã sử dụng 86 cái. Và điểm năng động của Tân Long hiện tại là 11k6 các bạn, rất là ít, bởi vì Long chưa lốc thiên cương lệnh mà Long kích hoạt sau sự kiện một ngày rồi. Ok, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều, và chúng ta gặp nhau vào video khác nhé. Các bạn nhớ đăng nhớ nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhiệt tình giúp cho Long nhá. Ok, bye bye các bạn.